ai cũng có một con đường đến với môn thể thao golf, và mỗi người lại dành cho golf một tình cảm thật đặc biệt. Với golfer Nguyễn Thị Minh Phượng, dù đã làm việc về golf hơn 20 năm, nhưng đây vẫn là nguồn cảm hứng không bao giờ tắt đối với người phụ nữ xuất thân từ Hải Dương. Không chỉ là một trong hai sân golf ra đời sớm nhất ở miền Bắc, mà sân golf Chí Linh, Hải Dương còn được coi là cái nôi sản sinh ra những nhà điều hành, quản lý, phục vụ golf cho ngành công nghiệp golf của Việt Nam. Với những cái tên nổi bật như Nguyễn Hương Quế, Nguyễn Văn Mạnh, Phương Văn Quyến, trong đó có Nguyễn Thị Minh Phượng hay còn gọi với cái tên trìu mến Kelly Phượng. Không được may mắn như những người bạn cùng trang lứa, sau khi học hết cấp 3, Kelly Phượng đã phải tìm cho mình một công việc để làm. Thời điểm năm 2003, khi mà sân golf Chí Linh thông báo tuyển caddy, chị Phượng đã nộp hồ sơ đăng tuyển. Một phần vì sân golf ngay cạnh nhà, một phần chị cũng muốn xem công việc này như thế nào. Cái lúc đó phỏng vấn thì là anh Lars Holden là người phỏng vấn mình. Mà ngày xưa thì nói chung là học cấp 3 thì tiếng Anh của mình nó cũng còn bị hạn chế. Nên là khi đi vào phỏng vấn hầu như là anh Lars hỏi rất là nhiều. Tuy nhiên là mình trả lời được chỉ vài câu thôi. Thế xong rồi cuối cùng anh bảo là em ơi cười. Rồi em đi ra kia, em đi quay lại. Và mình cười thì nói chung là cũng rất là thoải mái. Và mình cũng đi qua đi lại một vòng để cho anh ấy xem. Thì đến bây giờ mình nhận định được rằng anh Nas cũng có những cách phỏng vấn rất là hay. Vì là có thể là đợt đấy mình trúng tuyển vì là thứ nhất là vui vẻ và thứ hai nữa là nhìn mình rất là thể thao. Nên anh chấm, chứ còn nếu mà chấm về tiếng Anh thì chắc lúc đó chắc mình rớt. Về cái duyên đến với Kelly Phượng cũng bắt đầu từ đây. Nếu như chị làm caddy tại sân từ ngày 12 tháng 9 năm 2003, thì đến giữa năm 2004, chị được chuyển lên làm giám sát caddy. Năm 2005, chị làm quản lý caddy. Và năm 2009, sau khi nghỉ sinh, chị bắt đầu công việc của một marshal. Sau đó, chị làm điều hành golf. Như vậy, sau 10 năm làm việc tại sân golf Chí Linh với công việc đầu tiên là caddy, Kelly Phượng đã được đào tạo và trải nghiệm tất cả các công việc trong sân, tạo nền tảng để chị phát triển công việc xa hơn. Bây giờ mà để mà run ở tất cả các cái sân golf với bất kể một cái tình huống như thế nào thì hầu như là mình thấy rất là tự tin, bởi vì tất cả những cái khó nhất là mình cũng đã trải qua. Hầu như không phải là riêng mình nghĩ là các cái quản lý ở sân golf Việt Nam bây giờ mà lớn lên từ Chí Linh đều có cái sự tự tin như vậy. Với suy nghĩ golf không gì là không thể, nên Kelly Phượng luôn tìm cho mình một hướng đi mới, một thử thách mới để chinh phục. Đó cũng chính là lý do để chị quyết định rời xa quê hương Chí Linh, sân golf đầu tiên chị làm việc, để chinh phục một vùng đất mới với vị trí cao hơn, đẳng cấp hơn. Cái hồi đó là mình được nhận cái thư mời bên Hồ Tràm vào. Thì mình có vào đó 2 ngày để mình tham quan dự án, thảo luận các vấn đề. Và thực ra là ngày xưa mình làm Chí Linh thì cũng rất ít để được đi đây đi đó. Vào đến Hồ Tràm là choáng ngợp luôn. Là vì là cái quy mô nó quá là hoành tráng. Nó hoành tráng và hầu như ở đó toàn người nước ngoài thôi. Thế nên là mình mới quyết định là thay đổi. Để mà nó mình phát triển mình lên một tầm mới. Với vị trí quản lý điều hành golf, Kelly Phượng làm việc tại sân golf The Blue Hole Tram Strip, Vũng Tàu đã được 5 năm. Khi mà mọi thứ đã được vận hành một cách trơn tru, thì niềm hưng phấn set up một sân mới trong chị lại trỗi dậy. Luôn mong muốn tìm kiếm những cái mới và thử sức mình ở mọi nơi khi có cơ hội. Đó chính là lý do để chị quyết định chuyển về Quảng Nam làm việc tại sân golf Hội An Shore với vai trò là giám đốc điều hành golf từ năm 2019. Cái thách thức mình cũng không thấy nhiều lắm. Tại vì thực ra là làm golf cũng lâu rồi.
thì hầu như là các cái công việc của cả một cái sân golf đấy, cái công việc của tất cả các cái vị trí ở trong sân golf thì hầu như mình cũng đã biết rồi. Nên là mình nghĩ là cái thách thức ở đây là, tức là mỗi một chủ đầu tư mới, mỗi một môi trường mới, thì cái thách thức nhất đấy là con người. Mình phải làm sao để mà mình thích nghi được với bên trên, và mình sẽ tạo ra một cái hệ thống cho riêng mình. Đấy, cái hệ thống đấy là do mình tạo dựng. Đấy, thì cái đấy là cái thách thức, vì là con người mỗi vùng miền thì có những cái văn hóa khác nhau. Dù làm việc ở đâu, thì với vai trò của mình, Kelly Phượng luôn tạo được sự thân thiện, chỉnh chu trong công việc đối với nhân viên của mình. Chẳng vậy mà, chị luôn là hình mẫu lý tưởng để nhân viên noi theo và học tập. Tôi làm việc ở Hội Anna là gần 3 năm, từ thời reopening tới giờ. Thật ra thì làm việc với chị Kelly Phượng thì rất là thoải mái. Tụi em học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm từ chị Kheo. Chị giống như là một người chị dẫn dắt tụi em và chỉ bảo tụi em trong rất là nhiều lĩnh vực, về kể cả lĩnh vực golf và các kỹ năng quản lý. Làm việc tại Giang Hội Anna thì làm việc với sếp Kelly Phượng thì thấy sếp là một người sếp rất là tuyệt vời, và chỉ là người luôn chỉ bảo và dạy cho em những cái bài học quý giá, và giống như là chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu. Những lúc em sai thì chị hay chỉ dẫn bài vẽ tụi em đi về những con đường đúng, và tạo cơ hội cho chúng em làm việc rất là thoải mái. Và khi làm việc tại đây thì em học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm từ chị Phượng. Chị luôn chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ cho team của mình. Phải nói là mình rất là may mắn khi được làm việc cùng với một trong những nhà quản lý hàng đầu tại Việt Nam mình về golf. Chị Phượng là người rất là quản lý vừa có tầm và vừa có tâm. Chị có thể chị dạy cho mình rất là nhiều điều, và mình học được rất là nhiều kiến thức từ chị. Không hài lòng với những gì mình đang có, Kelly Phượng luôn muốn phát triển bản thân hơn nữa và bồi đắp kiến thức cho công việc của mình. Đó cũng là lý do để chị có động lực học và thi lấy bằng quản lý vận hành golf chuyên nghiệp của hệ thống Úc. Sau những nỗ lực học tập và nghiên cứu, thì đến cuối tháng 6 năm 2020, chị đã có được tấm bằng danh giá này. Thì mình đang là quản lý vận hành, thì mình muốn học hỏi thêm rồi nâng cao cái tầm của mình lên. Đấy, thì để cho các cái sân golf mà mình sẽ làm nó sẽ chuyên nghiệp hơn theo nước ngoài đấy. Đấy, để cho mọi người có cái môi trường làm việc nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Golf luôn là nguồn cảm hứng không bao giờ tắt của golfer Kelly Phượng. Khi chị bắt đầu chuyển sang chinh phục một lĩnh vực mới, đó là huấn luyện viên. Khi mà chuyển sang huấn luyện viên ấy, thì thực ra cái này nó cũng là một cái nó lại là một cái duyên, bởi vì là mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ đến cái vấn đề mình làm huấn luyện viên hết. Thế nhưng rồi là cái anh sếp của mình, anh Ben Stein ấy, anh ấy có nói với mình là mày rất có cái năng khiếu để làm huấn luyện viên, là vì là mình tính của mình rất là vui và nhiệt tình, tức là rất là nhiệt tình ấy. Mà cái ngành huấn luyện viên thì mình cũng cần phải nhiệt tình, chứ không thể là mà mình cứ đứng mình chỉ trỏ họ làm, mình không có làm gì cả. Thì anh ấy nói với mình rằng là mày nên đi học thêm và thử chuyển qua cái ngành này xem nó có phù hợp hay không. Và anh ấy cũng hướng cho mình là có thể là mình có thể vừa làm quản lý vận hành, điều hành sân golf, và mình vừa có thể là coach, thì xem cái nào nó phù hợp thì làm thôi. Và cái duyên đến với công việc huấn luyện viên golf được khởi nguồn từ đó. Để bắt đầu đam mê này, chị đã đi học một khóa huấn luyện viên tại Học viện NEL ở Việt Nam. Đi gặp gỡ, trao đổi với những người bạn của mình đang là huấn luyện viên golf như chị Nguyễn Thị Thu Hà hay PGA Phạm Minh Đức. Và sau những lần gặp gỡ đó đã giúp chị tự tin hơn khi đứng lớp. Một lĩnh vực mới huấn luyện viên thì cũng vẫn phải học hỏi thôi, vẫn phải hàng ngày trau dồi, và nó cũng lại lôi cuốn mình, nó lại là một cái mới. Bởi vì cái điều hành thì mình biết rồi, mà nó cũng không có cái gì cái để nó làm cho mình thấy hưng phấn ấy. Thì chuyển sang dạy golf thì mỗi một học viên mình đều đúc kết lại là cái người này mình sẽ dạy như thế nào cho nó phù hợp.
Thì cái đấy nó tự nhiên nó lại thành những cái nó làm cho mình cảm thấy thích thú cái môn này nữa, mình thích huấn luyện. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là bản thân mình ấy cũng cần phải học hỏi thêm rất là nhiều. Thì bản thân mình thì cũng vẫn đang không ngừng cố gắng học hỏi thêm, trau dồi thêm, học ở trên các cái kênh online cũng như là học từ học viên luôn đó. Con chơi golf 1 năm rồi và con đã học cô 20 buổi. Con cảm thấy con tiến bộ hơn và con đánh tốt hơn. Thấy cô hướng dẫn rất là tốt, rất là dễ hiểu. Mong muốn của con là con sẽ được đi đánh tour và sẽ cọ sát với nhiều người hơn để học hỏi kinh nghiệm. Luôn tìm được nguồn cảm hứng trong golf, nhưng với Kelly Phượng như vậy là chưa đủ. Với chị, nếu chỉ phát triển bản thân mình thôi thì thật là ích kỷ, mà cần phải giúp đỡ cấp dưới của mình, hỗ trợ họ hết mức có thể để họ phát triển sự nghiệp. Thì bản thân mình luôn luôn push nhân viên của mình. Mình push nhân viên của mình là một sau một năm là hầu như mình phải ngồi với từng người một. Đặc biệt là những nhân viên điều hành gôn, còn caddy thì hầu như những bạn đảm đến team leader rồi thì mình mới ngồi với các bạn. Phải là leader trở lên mình mới ngồi, bởi vì hầu như nhân viên bên dưới thì họ cũng chưa có cái nhìn đấy, và cũng thực ra để mà ngồi với từng người một thì cũng không có tham để ngồi. Đấy thì phát triển từ cái nhân viên leader thì mình muốn để họ đưa ra các cái kế hoạch. 1 năm họ cần đạt được cái gì, 2 năm cần đạt gì, 3 năm cần đạt được cái gì, và cái họ muốn là cái gì, làm như thế nào để họ đạt được cái vấn đề đó. Không có cái gì đến một cách dễ dàng, nhưng không có gì là không thể. Bản thân Kelly phát triển cũng từ con số 0, cũng chỉ học hết cấp 3, Kelly cũng không được học đại học, cũng chả được học cái gì khác cả, mà hầu như đều là cái sự nỗ lực của bản thân. Thì các bạn đấy không có cái gì là không thể làm được cả. Đấy, cái chủ yếu là cái quyết tâm của các bạn thôi. Nhưng theo mình thì hầu như con người ai cũng vậy, cũng cần một ai đó push đằng sau để mình có cái lực, để mình bắt buộc mình có cái gì đó để mình thúc giục. Còn tự họ thì cũng khó. Lê Bá Công là một ví dụ. Bên cạnh việc điều hành tại sân golf Hoyana Shore thì đây cũng là công việc hàng ngày của anh, trợ giảng cho chị Kelly Phượng trong mỗi buổi dạy. Anh mong muốn một ngày nào đó sẽ trở thành một huấn luyện viên golf và có thể thi đấu ở các giải golf chuyên nghiệp ở Việt Nam. Trong những lúc mà chị Phượng dạy học viên thì chị Phượng có dành thời gian cho tôi đứng ở gần để làm trợ giảng cho chị và giúp tôi là học được những cách chị hướng dẫn học viên mới làm như nào, động tác swing như nào, và dạy bảo tôi những chiến thuật ở trên sân, giúp tôi rất nhiều trong công việc golf này. Không dừng lại ở đó, đôi khi trong những buổi golf giao hữu giữa chị Kelly Phượng và một số PJ nước ngoài, chị đều sắp xếp cho anh Công đi cùng. Một phần để chị có thể trao đổi về công việc huấn luyện viên của mình, một phần để anh Công có thể học hỏi thêm, bồi đắp thêm kỹ năng thi đấu cũng như là huấn luyện. Dù đi đâu, giữ chức vụ gì, nhưng mỗi khi có dịp về thăm sân golf Chí Linh, tình cảm trong chị Kelly Phượng lại dâng trào. Bởi đây là nơi đầu tiên giúp chị biết đến golf, trải qua tất cả các công việc ở một sân golf. Và hơn hết, Chí Linh là nơi đã tôi luyện, rèn giũa chị để có một Kelly Phượng ngày hôm nay. Mình nghĩ là Chí Linh ấy, thì hiện tại thì như mọi người cũng biết, thì Chí Linh nó giống như một cái nôi để phát triển các những cái nhà quản lý golf ở Việt Nam hiện tại. Xuất phát điểm từ con số 0, Kelly Phượng luôn thầm cảm ơn những gì chị đang có, những gì chị đã trải qua, và luôn luôn muốn tất cả mọi người biết rằng trong golf không có gì đến một cách dễ dàng, nhưng cũng không có gì là không thể. Vì vậy, cứ ước mơ và thực hiện ước mơ ấy. Golf nói chung là thay đổi rất là nhiều và giúp cho không phải riêng mình mà cả gia đình của mình, chứ không chỉ riêng mình. Đấy, nói chung là thấy rất là may mắn vì biết đến golf và cũng thấy rằng là không phải sự lựa chọn của mình, nhưng mà nó cũng là cái sự cố gắng của mình, cái thành quả mà mình cố gắng.